Trần thương và trần trọng nhất. Hello anh em nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai tại Campuchia anh em. Đây, anh em mình tiếp tục đi săn anh em. Hôm nay mình đi săn từ Campuchia về Bến Tre anh em. Để coi hôm nay có cái gì không nha anh em. Đứng không cùng nhí nha. Long thì vừa hạ được con tu hút bông này anh em. Quá trời mập rồi. Mấy mốt. Xử nó cho tôi. Xử nó anh ơi. Em yêu. Xử nó em yêu. Ừ. Rớt nè. Rớt. Hay quá. Nó đỉnh đi sao. Ơi. Trời trời. Nè đi nó lủi vô lùm cơm. Lủi lùm cơm. Rồi, liệt cánh rồi. Chưa. Dạ. Vậy cũng bị hấp chặt. Rồi. Rồi. Tiếp tục thay anh em ơi. Rồi rớt Dũng rồi. Trời ơi, trời ơi. Bye bye bye.
long bắt nè anh em ơi. Tôm hú nè anh em. Quá trời mập luôn. Đã. Rồi tiếp tục anh em ơi. Em me anh em ơi. Me thì nhiều lắm. Trời ơi. Quá trời. Ấy da. Mấy anh em có thấy heo mà leo cây me không? Ê lên trên vẫn có bóng đi nhìn đẹp lắm nha. Cái mè tại chỗ luôn em ơi. Quá trời. Nè. Cái xuống đi được rồi. Mẹ anh em ơi. Mẹ. Đừng đổ. Đã chặt. Cái này chấm nó không có chua hay gì á. Mẹ có chua đâu. Mẹ này mẹ xịn mà. Mẹ đây người ta cho bò không à. Chát nó chín. Chát đâu? Mẹ dặn miếng nào chát đâu? Chua chát. Em chua. Đã. Ngon. Rồi ăn nha. Mày tấm. Mấy pha bắn phay nó là đỉnh của chóp. Đâu anh Long? Đây. Đây các bạn ơi. Trời. Thôi tiếp tục thôi anh em ơi. Dí nhà em. Dí nhà em. Ừ. Dí. Giờ đi. Nó đứng không? Mà lậu luôn kìa. Sao? Thấy không? Bước qua tới luôn. Cái tràm. Cái tràm. Còn được các bạn ơi. Các bạn ơi. Phải đi câu phải không? Ai biết không nè. Không? Về tới Bến Tre các bạn ơi. Này bắn được mấy con các bạn ơi. Trời. Ê. Nè. Tù hút. Rồi. Đầy quá. Hàng tù hút với mấy con anh em ơi. Này bắn dở quá. Anh em mình mới thu mấy anh chim anh em. Nó đã khúc lửa ngày mới xong nữa. Ngon. Đâu cũng đẹp được khúc gỗ rồi. Quá trời đã. Trời mưa mà có cái bãi này quá ngon luôn anh em. Đây đang ở cầu Cổ Chiên anh em. Bên kia Trà Vinh. Mưa quá trời, chỉ mưa quá trời.
Có chỗ này quá đã em. Này bắn ít quá. Tại đi về gấp quá nè. Trời, anh tránh chiếc mưa bắn không được gì sao đó. Đi bẻ lá cây hay gì vậy? Đi bẻ lá cây. Đi bẻ lá cây. Đi bẻ lá cây. Long Trần Vê Lóc Nguyễn Cường, Cường Nguyễn 71 già tàu ca rồi đó. Thank you.
quả nè mày. Hú đó anh em. Đồ của tôi hú nè. Anh em mình sang hú quần nha. Anh em mình đã dẻo rồi. Nhưng mà phải đợi chút xíu nữa nè mày. Tôi hú hàng béo lắm anh em. Sinh tồn dưới góc cầu con chiên mà. Mà gom dần mặn khắc dưới đây nè.